giới thiệu cho các bác về lịch tiêm phòng với cả tẩy giun cho các bé. Đây, như đàn này nhà em là được 38 ngày tuổi. Thì bọn em đã tiêm phòng hôm hai hôm trước, hôm 36 ngày. Nghịch chứ. Trước khi tiêm phòng ấy thì các bác này chó mà được 30 ngày tuổi là một tháng mình sẽ tẩy giun, mà thuốc tẩy giun là phải tẩy giun nước ấy, dành riêng cho chó con để cho nó đảm bảo độ an toàn cho chó con. Ê, nhìn con này nó cắn một sâu, nó chỉ có chùm nhỏ ấy. Đây, không biết có nhìn rõ không. Còn đâu, sau khi tẩy giun một tháng thì là tầm độ 35 cho đến 45 ngày tuổi thì mình có thể tiêm vaccine mũi 1 được. Tiêm vaccine mũi 1 xong thì 2 tuần sau mình sẽ tẩy giun tiếp lần 2. Tẩy giun lần 2 sau 1 tuần thì mình sẽ tiêm vaccine mũi 2 nhá. Nghĩa là tầm độ tiêm mũi 1, từ vaccine mũi 1 đến vaccine mũi 2 là nó cách nhau tầm 20 ngày. Tầm 3 tuần thì mình sẽ tiêm được vaccine mũi 2. Nghĩa là chó bên nhà em mà đã xuất bán thì bao giờ cũng phải tiêm phòng đầy đủ là 2 mũi vaccine và tẩy giun ít nhất là 2 lần. Nhiều thì có thể phải tẩy giun 3 lần. Tẩy giun là để cho con chó nó hệ tiêu hóa của nó là tốt nhất ấy, để cho nó ăn uống điều độ. Với cả nó hệ tiêu hóa tốt thì con chó nó mới nhanh lớn được. Nó như người ấy, bây giờ nhắm giun quá là như kiểu nó suy dinh dưỡng. Con này là 38 ngày nhưng mà rất là to rồi. 7-8 cân trở lên ấy. Con này mẹ đã tẩy giun một lần trước khi tiêm mũi 1 rồi. Mới tiêm mũi 1 hôm qua. Hai hôm trước. Đây, đàn này thì nó ghép của hai đàn nên nó đủ các màu luôn. Các bác thoải mái lựa chọn. Có đen có, đu rông có, đen tuyền có, vàng sạch có yếm có, không yếm có. Có những con này thì trắng cằm như ông cụ cũng có. Đàn này 14 con thì các màu luôn, đủ các thể loại, màu gì cũng có. Mở cái cửa đi ra Linh ơi, cho nhìn rõ. Đây. Đấy, cho các bác nhìn. Ôi, ngồi kìa. Cho rơi đất thì chết. Yếm luôn này. Nghịch lắm. Ôi. Đói mà còn nghịch như thế này. Thôi thế thôi nhá. Chào các bác đi các con. Bác thích em nào thì cứ liên hệ cho bọn em nhá. Bọn em nhận đặt gạch từ bây giờ. Cho bọn em ạ. Giờ trên 2 tháng mà em cứ làm xong đủ vaccine thì em sẽ bắt đầu xuất. Vâng, em chào các bác ạ.